Chào mừng các bạn đã đến với lớp học truyện tranh. Chỉ còn gần một tháng nữa thôi là kết thúc năm học, chúng ta sẽ được nghỉ hè. Đây là một dịp thích hợp để cả nhà cùng đi du lịch, khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới. Nếu các bạn chưa có dự định cụ thể, thì trong video ngày hôm nay, hãy cùng tham gia với gia đình Hoara trong chuyến đi đến Hokkaido nhé. Tất nhiên là không vui sướng gì đâu, nên cứ chuẩn bị tinh thần trước, kẻo lại thất vọng đấy. Sẵn sàng chưa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Tập phim Chuyến du lịch ở Hokkaido, phần 1. Chuyến đi đến Hokkaido đáng mong chờ của gia đình Nohara cuối cùng cũng tới vào ngày mai. Tuy nhiên, buổi sáng của những lần đi du lịch trước lúc nào cũng bất ổn, khiến cả nhà mệt mỏi vô cùng. Đến khi thoải mái để tận hưởng kỳ nghỉ thì chuyến đi cũng sắp kết thúc. Thế nên, rút kinh nghiệm từ quá khứ, ngay từ tối nay mẹ đã vặn chặt van ga, khóa hết các cửa sổ trong nhà, mua đồng hồ mới loại xịn nhất và đặt báo thức từ 6 giờ sáng. Hành lý cũng đã xong. Về cơ bản, sau khi thức dậy có thể đi ra nhà ga luôn. Còn Bạch Tuyết sẽ nhờ bác hàng xóm chăm sóc giúp. Bố mỉm cười hài lòng. Mẹ Mise thật tuyệt vời, phải nói là bà nội trợ số 1 Nhật Bản luôn. Còn giờ thì đi ngủ thôi, mai sẽ bận lắm đấy. Shin vẫn mải mê xem chương trình dự báo thời tiết nên bị mẹ nhéo tai lôi đi. Đúng 6 giờ phải dậy nhá, chúc cả nhà ngủ ngon. Sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của mẹ vang lên. 8 giờ sáng rồi. Sao có thể như thế được, hôm qua mẹ là người cài báo thức cơ mà. Đúng, nhưng đây là đồng hồ ông chủ hướng nội nên không dám kêu to. Ôi trời, đồng hồ vô dụng thực sự. Shin ơi dậy thôi, bố mẹ đang vội nên Shin tự làm những gì cần thiết nhé. Giờ này mà con tập thể dục được hả? Cho ăn quả đấm luôn. Sau khi gửi Bạch Tuyết ở chỗ bác hàng xóm và khóa cửa cẩn thận, cả nhà vội vàng rời đi. Bác hàng xóm hơi ái ngại, liệu chuyến du lịch này có thuận lợi không nhỉ? Vừa nói xong thì bố mẹ nhận ra quên mất vé máy bay. Là cái phong bì có in hình máy bay đặt trên bàn đấy nhá. Quen quá, Shin cũng có nè. Trời ạ, tí thì mất công bố chạy về rồi. Cả nhà tiếp tục đi bộ nhanh như chớp. Bố tập trung đến mức không nói chuyện với mẹ. Cuối cùng cũng đến nhà ga. Nếu lên được chuyến tàu tiếp theo thì chắc chắn kịp lộ trình thôi. Bỗng loa phát thanh thông báo tàu đến muộn vì gặp sự cố, rất mong các hành khách thông cảm. Muốn khóc quá trời ơi. Sau 15 phút trễ hẹn, tàu mới bắt đầu chạy. Đột nhiên chủ lái tàu cảm thấy vô cùng áp lực. Hóa ra là nhà Nohara ở phía sau. Họ không còn nhiều thời gian nữa, có thể phóng lên một mạch mà không cần dừng ở các trạm không ạ? Hoảng loạn trên tàu cũng chẳng có tác dụng gì, thay vào đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi để hồi phục thể lực. Khi đến ga Hamamatsu, phải thật nhanh chóng bắt tàu điện, rõ chưa? Và cứ thế, gia đình ba người ngáy đều đều. Khi mẹ tỉnh dậy, tàu đã đến ga Hamamatsu, nhưng rất tiếc, cả nhà đã không xuống kịp. 10 phút sau khi quay lại, ba người vội vàng chạy lên trên cầu thang, lao thẳng vào tàu điện ngầm. Kiệt sức chết mất, nhưng vẫn còn một kiếp nạn nữa. Khi đến sân bay Haneda, mẹ sẽ lo hành lý, còn bố ôm Shin nhé. Nhìn mặt Shin có giống muốn ôm bố không ạ? Sân bay Haneda đây rồi, bố Hiroshi và mẹ Mise căng thẳng đợi tàu dừng lại. Vừa mở cửa thì Shin liếm tay là bố chuồn bước. Mẹ cho ăn đấm luôn, giờ không phải lúc để làm mấy trò ngớ ngẩn đâu. Thông báo chuyến bay số hiệu GAG607 đến Hakodate chuẩn bị dừng thủ tục lên máy bay. Ấy, đợi chúng tôi với, do gặp chút kẹt xe nên đến hơi trễ ạ. Vì du di cho những hành khách cuối cùng mà mọi người trên máy bay phải đợi thêm một chút. Nhà mình thật oách quá đi, vật lộn như thế mà vẫn kịp giờ, đúng là hết nước chấm. Dạ vâng, từng này con người phải chờ đợi không thấy vui tí nào đâu ạ. Xin đừng làm trò con bò nữa, bố mẹ đủ xấu hổ rồi. Máy bay bắt đầu tăng độ cao, trong khi mẹ Mise vừa nghe nhạc vừa ngủ, bố và Shin vẫn còn thức. À thì được ngồi đối diện với chị gái tiếp viên xinh đẹp, sao mà có thể ngủ được. Tuy lên máy bay muộn nhưng chỗ ngồi cũng tốt đấy chứ. Nào nào, đường đường là một người đàn ông bảnh bao, không nên vì gái xinh mà phá hỏng hình tượng như vậy bố ơi. Đã cố gắng nhìn đi chỗ khác rồi mà vẫn không kìm được, khổ thật sự. Shin phát hiện bố lén ngắm trộm chị tiếp viên nhé. Shin cứ rêu rao loạn cả lên, thế là bị mẹ cho ăn quả đấm. Shin ngoan ngoãn ngồi yên đi, còn ông bố từ từ rồi mẹ sẽ nói chuyện sau. Nhìn qua cửa sổ có thể thấy Hokkaido kìa, bé xíu Shin ha. Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Hakodate, không khí ở đây thật dễ chịu biết bao. Bây giờ cả nhà sẽ đi hoàn tất thủ tục nhận phòng ở khách sạn, sau đó thưởng thức ẩm thực Hokkaido cho sướng cái bụng. Vậy là ước mơ đi thăm pháo đài Goryeokaku bấy lâu nay của mẹ sắp thành hiện thực rồi. Tận hưởng buổi đêm trên núi Hakodate nữa, phải gọi là tuyệt cú mèo. Cả nhà chọn tàu điện là phương tiện di chuyển. Hokkaido nổi tiếng với gạo và đậu nành nên mẹ muốn ăn những món đó ngay bây giờ, còn bố thì muốn ăn mì ramen cơ. Hai người cứ tranh cãi mà chẳng để cho Shin bày tỏ ý kiến. Bản tù gì phân thắng bại nào? Shin thắng rồi nhé. Tại sao đến tận Hokkaido mà lại phải ăn hamburger chứ? Ở Saitama cũng có mà. Nhưng Shin thấy hamburger rất ngon ạ. Không nói nhiều, bố nhất định phải được ăn ramen. Trước mặt cả nhà là cửa hàng Kumagoro Ramen rất nổi tiếng. Trong cẩm nang du lịch của mẹ cũng giới thiệu nhà hàng này. Chắc là ngon lắm đây. Nhà hàng ngon sao? Không lẽ bố mẹ định ăn hết cột vế tường ở đây?
Tự dưng xin ngây thơ quá, mẹ chả quen gì cả. Thấy có khách, ông chủ chỉ liếc và chào rồi tiếp tục công việc. Bộ order một bát mì ramen thịt lợn, ông chủ lạnh lùng vâng một tiếng. Xin món ramen chokobi hoặc cắt chơi đông cũng được ạ. Ơ kìa, đây là một quán ramen nổi tiếng nên không bán những món khác đâu. Ông chủ ho một tiếng và chỉ về tấm poster giới thiệu món cắt chơi đông giá 700 yên. Bố quê quá trời có đất, vậy cho mẹ và Xin hai phần cắt chơi đông đi ạ. Ăn no căng bụng rồi, giờ đến lượt cả nhà phải chiều theo sở thích của mẹ. Nhưng vừa mới ăn hamburger và mì ramen xong, sao mà chứa thêm mấy món gạo với đậu nành đây? Bố nói thế mà nghe được à? Bố thích cái gì là làm cái đấy, còn mẹ thì sao? Ở Hokkaido mà chẳng được ăn món mẹ thích, thật đáng buồn khi lấy phải người chồng vô tâm như vậy. Trước lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh, bố đành chiều theo ý của mẹ. Trước mắt chúng ta là pháo đài Goryeokaku, nay đã trở thành công viên cho người dân và du khách tới chơi. Hai chị gái đang cho đám bồ câu ăn ngô nướng, lúc quay lại thì phát hiện con bồ câu lạ lắm. Có dừng lại ngay không thì bảo, nhà mình có tiền mua ngô nướng đàng hoàng, Jin là mẹ mất mặt quá. Mà phải công nhận rằng đồ ăn vặt ở đây khá ngon đấy chứ. Đám bồ câu cứ nhìn như chết đói, nên Jin đành phải chia sẻ đồ ăn. Mặt mũi nào mà ở đây nữa, nhà mình chuồn thôi. Xế chiều, ba người ôm chiếc bụng no căng, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Giờ đi đâu nhỉ? Jin muốn ăn kem, mẹ muốn ăn somen mực, còn bố muốn ăn tôm. Mất công lặn lội từ xa đến Hokkaido, nếu không ăn thì sẽ nuối tiếc lắm. Gia đình Nohara, cùng khám phá ẩm thực Hokkaido thôi. NLS, vì ăn quá nhiều nên cả nhà phải đi khám bác sĩ. Ngày đầu tiên của chuyến du lịch được nghỉ ở bệnh viện, còn đâu khách sạn cao cấp, cảnh núi Hakodate về đêm hay chiếc kem mát lạnh của Shin nữa. Thôi không sao, kỳ nghỉ còn dài mà. Sáng hôm sau, cả nhà cảm ơn y bác sĩ đã chăm sóc rồi ra về. Các y tá cũng hiểu mà, ẩm thực ở Hokkaido rất tuyệt vời, chả trách nhiều người ăn lấy ăn để như vậy. Mọi người ở nhà mà biết được thì bố mẹ xấu hổ lắm. Shin cũng thất vọng về bố mẹ quá trời. Ông cũng nó không kém gì đâu nhá. Sau đó, bố đi tìm cửa hàng đã đặt thuê xe ô tô từ trước. Đây rồi, dịch vụ cho thuê xe tảng băng trôi. Trời, nghe cái tên có vẻ điềm báo quá nhỉ. Vừa mở cửa, không khí bên trong lạnh như ở Bắc Cực. Cô nhân viên thều thào chào quý khách. Shin sợ hãi núp vào bố. Cô ta có phải yêu quái bà không vậy? Ngài Nohara đã đặt xe từ trước đúng không ạ? Chúng tôi đã chuẩn bị một chiếc xe đặc biệt đây. Nhìn bên ngoài chứng cũng không đến nỗi, nhưng cần gạt số thật sự có vấn đề. Tuyệt vời hơn là ngồi trong xe, Shin cũng có thể nhìn rõ mặt đường. Mẹ dặn cậu không được phấn khích quá, lỡ xe sập một cái thì lại khổ. Biết ngay mà, cái tên công ty chẳng đáng tin tẹo nào. Nhưng vì giá thuê rẻ nên bố đành nhắm mắt nhắm mũi. Nhìn kìa, con đường phía trước thẳng tắp, cứ như vô tận vậy. Giống khoản trả góp nhà mãi chẳng xong bố nhỉ. Những vật thủ phóng qua và giơ tay chào, Shin dục bố hãy chạy nhanh hơn, nhưng điều đó là không thể với chiếc xe này. Chậm mà chiêu, hiếm khi được ngắm cảnh vật yên bình xung quanh, nên mọi người tận hưởng đi nào. Shin thích thú nhìn đàn cừu bên ngoài cửa kính, công nhận là chiêu thật, nhưng đi ô tô mà tốc độ như này thì hỏng bét. Càng nhấn ga thì xe càng chậm lại và dừng hẳn, thế mới tải chứ lị. Sau một hồi xem xét, bố vẫn không biết xe gặp vấn đề gì. Vấn đề là mẹ quá nặng đúng không ạ? Chả liên quan, vấn đề không phải ở xe mà là ở người thuê ấy. Cái gì mà công ty tảng băng trôi, đáng ngờ như vậy mà cũng thuê được. Ý mẹ là lỗi của bố chứ gì? Mẹ chọn khách sạn hạng sang để ở, bắt bố trả tiền thuê xe thì chỉ được có thế thôi. Ai cũng có lý, nên Shin chẳng biết đứng về phe nào. Đã chấp nhận đi du lịch thì phải chịu chi, ai cũng muốn tiết kiệm cho mình nên giờ mới cãi nhau. Bỗng thấy Shin buồn, bố mẹ mới nhận ra mình đã cư xử không đúng. Xin lỗi Shin nha. Shin thì vẫn nghĩ là tại mẹ nặng quá đấy ạ. Thôi đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, tranh luận chẳng giải quyết được vấn đề. Gọi cho công ty, kêu họ mang một chiếc xe thay thế đến là được. Nơi đồng không mong quạnh, lấy đâu ra điện thoại mà gọi. Từ xa, có một chiếc xe đi tới. Sau khi trình bày hoàn cảnh gia đình, cả ba được chị Sachi tốt bụng trở về nhà ở gần đây. Vừa xuống xe, Shin chạy đến chào hỏi bố vợ tương lai ngay. Bớt bày trò lại đi. Bố theo ông bác vào nhà gọi điện thoại, còn hai mẹ con thì được chị Sachi dẫn đi thăm trang trại. Nhiều bò sữa quá, Shin thích thú vô cùng. Này, tôi biết ông đang nghĩ cái gì đấy nhá. Xế chiều, công ty thông báo rằng không còn xe thay thế nữa, phải đợi đến ngày mai. Bố con chị Sachi tốt bụng mời gia đình Nohara tá túc ở đây một đêm. Nếu các vị ngại thì sáng mai có thể dậy dọn trùng mò với bác là được. Vậy thì tuyệt vời quá. Mà Shinosuke đâu rồi nhỉ? Cô cậu đang phụ con chó lôi đàn cừu vào chuồng kia. Trải nghiệm này thật mới mẻ với Shin ha. Sáng hôm sau, bố mẹ chăm chỉ dọn chuồng bò, con Shin thì tranh thủ uống sữa nguyên chất. Toàn là những điều gia đình Nohara chưa từng được làm luôn. Chuyến du lịch ở Hokkaido vẫn còn phần 2 nên các bạn hãy đón chờ video sắp tới nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ lớp mình nha. Chúng ta sẽ quay trở lại với nhiều câu chuyện hấp dẫn hơn. Còn bây giờ thì, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!